Mừng quý vị anh chị em đã trở lại với xưởng đồ gỗ mỹ nghệ nội thất cao cấp Sang Trang. Vâng, hôm nay xưởng của chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu tới toàn thể quý vị anh chị em. Trước mắt quý vị, đây là một bộ sản phẩm bàn trà có tên gọi là ghế Minh Đế. Và một bộ sản phẩm này bao gồm 3 món và tiếng Trung Quốc còn gọi là Hoàng Công Nghỉ. Và đây là một trong những sản phẩm vô cùng đặc biệt đã được cơ sở chúng tôi sản xuất rất nhiều. Và đặc biệt cơ sở chúng tôi chuyên sản xuất các dòng sản phẩm ghế Minh Đế. Và ghế Minh Đế là một trong những ghế đặc trưng nhất cho các dòng nội thất nhà Minh. Và bộ sản phẩm này được cơ sở chúng tôi làm từ hàng mộc cho đến khi hoàn thiện. Và rất mong, rất vui được trân trọng cảm ơn anh Xuân Trường. Và chỉ ít phút nữa đây, cơ sở chúng tôi sẽ cho chuyển hàng tới địa chỉ của anh ở Quang Minh, Mê Linh Plaza. Và một lần nữa, đồ gỗ mỹ nghệ nội thất cao cấp Sang Trang xin trân trọng cảm ơn anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Và hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu thông số kỹ thuật cũng như chi tiết của sản phẩm như sau. Đây quý vị anh chị em ạ. Đấy, sản phẩm đã hoàn thiện và sản phẩm này được cơ sở chúng tôi lựa chọn đó là cách là phun PU trần màu. Với gỗ hương đá thì cơ sở chúng tôi thường tư vấn cho khách đó là phun PU trần màu, bởi vì gỗ hương đá thì vô cùng tuyệt vời, vân sáng, màu rất đẹp. Và tông chủ yếu là tông màu hồng anh chị em ạ. Và một bộ như thế này có chỉ số kỹ thuật đó là chiều dài 62, chiều sâu 50. Và cơ sở chúng tôi cho lắp, đây anh chị em đấy này, em quay nghiêng về góc bên này cho anh chị em thấy này. Vách là vách hình chữ S quý vị ạ, vách chữ S. Đấy, vách chữ S thì bao giờ thế, khi mà mình ngồi sẽ có độ lải hơn. Và vách chữ C thì ngồi có độ cảm giác là sâu ghế hơn. Đấy, anh chị em thấy này, cơ sở chúng tôi cho hoàn thiện đánh trần vân màu. Đấy, và đặc biệt đây, mọng mạng vô cùng tuyệt vời. Đấy, mọng kẹp âm dương trên dưới và có cả cài, hét cài anh chị em ạ. Đấy, cài chốt. Đấy, hàng đã gắn và hoàn thiện. Đấy, một sản phẩm như thế này thì cơ sở chúng tôi làm từ khi pha phôi cho đến khi hoàn thiện sản phẩm. Và với dòng ghế Minh Đế thì anh chị em có thể mua về để sử dụng những căn phòng có diện tích vừa phải, nhất là những bộ ba như thế này. Còn những căn phòng có diện tích to hơn 20-40 m², anh chị em có thể kê bộ 8 món, 10 món. Thì cơ sở chúng tôi đã cho đăng một vài video trên YouTube. Nếu anh chị em có nhu cầu, vui lòng qua kênh YouTube Đồ Gỗ Sang Trang để đăng ký kênh và được theo dõi nhiều hơn nữa về những sản phẩm của cơ sở chúng tôi. Và một bộ như thế này bao giờ có sẽ bao gồm một chiếc đôn kẹp ở giữa. Anh chị em thấy này, đôn thì cơ sở chúng tôi cho làm là 40-50. Đấy, đôn này anh chị em có thể là để khi mình ngồi uống nước, để trà, hoặc là mình để lọ hoa, để tượng, sẽ vô cùng tuyệt vời. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của bộ ghế anh chị em ạ. Đấy, thì toàn bộ chân của ghế được cơ sở chúng tôi làm là chân tua liền hết anh chị em ạ. Đấy, chân tua liền anh chị em này. Đấy, chân tua liền rất dẻo, rất cong bênh sắc nét. Tay ghế này, tròn đều. Đầu tay thì cơ sở chúng tôi làm đục theo lối dòng hóa anh chị em ạ. Đấy, dòng hóa rất dẻo anh chị em ạ. Đặc biệt ghế Minh Đế thì cái ưu điểm và là một trong những điểm nổi trội nhất của nó, đó là vai của ghế anh chị em thấy này. Vai ghế bao giờ thế rất thon, rất tròn và rất đều, và có xu thế là bé dần về đầu tay anh chị em ạ. Đấy, đây cũng là một trong những đặc điểm nội thất nhà Minh bao giờ vậy. Sản phẩm bao giờ thế, một trong những đặc điểm đó là gì, những chi tiết chạm trổ đấy rất ít, chủ yếu là trơn là nhiều anh chị em ạ. Đấy, lá cài đây đấy, soi chỉ này. Đấy, soi chỉ này anh chị em ạ. Đấy, soi chỉ nhưng mà mọng rất chắc, mọng cắm trên này, cắm dưới này. Đấy, ván thì cơ sở chúng tôi cho lắp ván, đây ván bằng, có hai cách lắp ván. Đấy, thì tùy theo khách, cơ sở chúng tôi sẽ tư vấn. Có những kiểu lắp ván tụt so với mặt khung tranh và có những kiểu lắp bằng như thế này. Thì mỗi một kiểu đều có cái ưu nhược điểm anh chị em ạ. Đây, bộ ghế cơ sở chúng tôi đây, ngửa mặt dưới cho anh chị em thấy này, hai thang chạy hết ở dưới. Đấy, hai thang chạy hết ở dưới, vô cùng tuyệt vời. Đấy, chân ghế này, toàn bộ chân tua liền rất dẻo. Đây là yếm. Đấy, yếm ghế. Và khung tranh thì cơ sở chúng tôi cho soi chỉ này. Soi chỉ. Cái này thì bằng mũi soi cho anh chị em ạ. Đấy, mũi soi. Và đây, lá cài tiền thế được cơ sở chúng tôi cho đục toàn bộ là CNC và sửa lại bằng tay. Đấy, hàng đã hoàn thiện. Với một vài khách hàng thì cơ sở chúng tôi thì luôn luôn tôn trọng, nhất là quay những sản phẩm hàng còn nguyên bọc. Và đây là một trong những sản phẩm mà cơ sở chúng tôi đã hoàn thiện. Và ít phút nữa thôi thì cơ sở chúng tôi sẽ cho đóng hàng và chuyển cho anh. Và để một lần nữa, để nói lên một điều riêng làm gì, cơ sở chúng tôi ngoài những sản phẩm sản xuất các chất liệu gỗ quý ra thì hương đá là một trong loại gỗ cũng rất tuyệt vời. Và rất mong anh luôn luôn quan tâm cũng như quý vị quan tâm những sản phẩm đẹp như thế này.
với chất liệu làm từ gỗ hương đá thì bao giờ thế tông màu chủ đạo rất sáng. Đấy, rất sáng. Anh chị em nếu mà thích tối màu thì cơ sở chúng tôi sẽ xử lý bằng cách là làm cho nó màu nó trầm hơn một chút nữa. Đấy, còn với một không gian mà anh chị em thích độ sáng bóng đẹp thì cơ sở chúng tôi sẽ xử lý bằng cách là xử lý là phun chăn màu như thế này thì vô cùng tuyệt vời. Ván mặt anh chị em này vô cùng chắc chắn. Đây, em có thể quay vào đây để anh chị em thấy này, ván thì dày dặn. Đấy, rất chắc chắn để anh chị em cực kỳ yên tâm. Với ghế minh đế thì nhất dáng nhìn ra anh chị em ạ. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà mộng mạng phải vô cùng bền bỉ và chắc chắn. Thì đây là một trong những sản phẩm đã được cơ sở chúng tôi làm rất nhiều. Và anh chị em thấy này, đây, xưởng cơ sở chúng tôi cũng đang rất hoàn thiện, nhiều sản phẩm hoàn thiện cho khách. Đây, đây là một bộ ghế. Đấy, anh chị em thấy này. Đây, bộ ghế này. Trường vòi rất đẹp. Đấy, đây trong xưởng đây thì đây là một bộ bàn trà bao gồm 8 món. Thì vài hôm nữa sau khi sản phẩm này hoàn thiện, tôi cũng sẽ quay video lên để cho anh chị em thấy này. Đây là một bộ chắc đen này. Đấy, bộ này là đã đánh nước xi cuối cùng rồi. Nước lót cuối cùng rồi. Và hôm nào trời nắng thì cơ sở chúng tôi sẽ cho vào xi. Ba cái ghế này cũng vậy, anh chị em thấy này. Đấy, đánh chân màu như thế này. Đây thế. Anh chị em có thể thông cảm bởi xưởng thì trong xưởng thì bao giờ rất bụi. Đấy. Đây, đây là bộ này là gỗ chắc đen này anh chị em này. Thì nước này là cũng là nước vào xi cuối cùng rồi. À, vào lót cuối cùng rồi. Thì hôm nào trời nắng thì em sẽ mang mấy bộ này ra để vào xi. Đấy, anh chị em thấy này. Vô cùng tuyệt vời. Bộ này là bộ cuốc voi, anh chị em thấy này. Tay đấy, tay voi này. Cơ sở chúng em đang cho cao lạo, chất liệu là gỗ gụ anh chị em ạ. Gỗ gụ. Đấy. Đây, đây chị thợ thì đang đánh dây giáp, đây là chiếc đôn. Đấy. Đôn của bộ ghế. Thì bộ này là một trong những bộ rất đặc biệt. Thì sau này mới hôm nữa thôi, khi nào hoàn thiện thì em sẽ quay video up lên YouTube để anh chị em có thể xem và hiểu nhiều hơn nữa về những sản phẩm của cơ sở chúng em. Thì đồ gỗ Minh Nghệ Nội Thất Cao Cấp Sáng Trang một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị em đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh đồ gỗ Sáng Trang. Xin trân trọng cảm ơn. Chào thân ái.